Nam Cực, đây là châu lục khắc nghiệt bậc nhất của hành tinh, không ai sinh sống ở đây cả, ngoại trừ một số nhà khoa học sống co cụm như thể họ đang ở một hành tinh khác. Ở đây không có thằn lằn hay ếch nhái, trên mặt tuyết trải dài mênh mông, chỉ có chim cánh cụt và hải cẩu rụt mình vào nhau. Nếu bạn muốn sinh sống tại đây, bạn phải là một kẻ rất kiên cường. Bạn phải có sự chuẩn bị đầy đủ cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, giống như một phi hành gia vậy. Nơi đây đã không có một giọt mưa nào trong suốt 2 triệu năm qua. Thế nhưng, Nam Cực lại là một trong những nơi có lượng lưu trữ nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Nam Cực không chỉ giữ danh hiệu là lục địa khắc nghiệt nhất của hành tinh, mà nó còn nổi tiếng với sự bí ẩn. Con người đã nghiên cứu bề mặt của Nam Cực trong nhiều năm, nhưng thứ gì nằm ẩn sâu dưới lớp băng dày đặc này vẫn còn là một bí ẩn. Con người sẽ tìm hiểu những bí ẩn này từng bước một. Họ đã khoan một lỗ thông sâu xuống lớp băng vĩnh cửu, và thứ mà họ tìm ra đã gây kinh ngạc không chỉ cho những nhà nghiên cứu chuyên sâu, mà còn cho cả những con người bình thường trên khắp thế giới. Trong một khoảng thời gian rất dài, con người không có ai bận tâm đến thứ gì đang bị chôn vùi dưới lớp băng Nam Cực. Các nhà nghiên cứu không trông đợi nhiều, phía dưới băng chồng chất băng, cùng lắm họ có thể tìm được một túi nước ngọt dưới lòng đất. Họ nghĩ vậy, nhưng họ đã sai. Hóa ra, phía dưới lớp băng vĩnh cửu là cả một hồ nước ngọt, nhưng không phải là một hồ nước bình thường, mà đó là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Hồ nước có diện tích bề mặt lên đến 15.000 km2, tức là gần bằng tỉnh Gia Lai của Việt Nam, tỉnh thành có diện tích lớn thứ hai của cả nước, còn độ sâu của nó là 1.200m. Hồ nước nằm ở ngay phía dưới trạm nghiên cứu Vostok của nước Nga, thế nên nó được đặt tên là hồ Vostok, một hồ nước ngọt nằm dưới lớp băng dày 3.750-4.200m. Hồ Vostok có một môi trường khắc nghiệt, sẽ không khó hiểu cho các nhà khoa học nếu như hồ nước ngọt này không chứa đựng sự sống. Thế nhưng, lại một lần nữa, họ đã sai. Nhiệt độ của hồ là -89 độ C, áp lực còn cao hơn cả áp lực của băng trên mặt trăng của sao Mộc. Và ánh sáng mặt trời thì mãi mãi không thể chiếu xuống được đến đây. Đó là chưa kể nồng độ của nitơ và oxy trong hồ Vostok là lớn hơn gấp 50 lần các hồ nước ngọt thông thường. Thế nhưng, bất chấp những điều kiện như vậy, sự sống vẫn phát triển ở đây. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đặc biệt nhất. Điều đặc biệt nhất là sinh vật ở nơi đây hoàn toàn không giống với bất cứ sinh vật sống nào khác trên trái đất. Và các nhà khoa học đã phát hiện ra một dạng vi khuẩn mà chỉ 86% DNA của nó là tương đồng với DNA của các loại vi khuẩn khác sống ở bên ngoài hồ. Con vi khuẩn này được các nhà khoa học đặt tên là V123-10. Nguyên nhân của việc này là do hồ Vostok đã bị cô lập trong suốt hàng triệu năm. Thế nên, vi khuẩn ở đây tiến hóa khác biệt so với sinh vật khác trên trái đất. Các nhà khoa học còn tìm ra được dấu hiệu của hơn 3.500 loài khác ở dưới hồ. Con số này vẫn còn đang bị tranh cãi giữa các nhà khoa học. Nhưng những phát hiện này thực sự là tin mừng cho cộng đồng khoa học trên toàn thế giới. Việc một sự sống khác biệt tồn tại dưới hồ Vostok đã giúp chúng ta có lý do để tin rằng phía dưới các lớp băng của sao Hỏa và mặt trăng Europa của sao Mộc, sự sống có thể đã phát triển ở đó. Dưới lớp băng của Nam Cực, Vostok không phải là hồ nước ngọt duy nhất. Ước tính số lượng hồ nằm dưới lớp băng ở Nam Cực là 400, nhưng không phải hố và hang động nào ở dưới lớp băng cũng chứa nước. Đây là khu vực Maribyrnong và đây là rãnh Bentley, một trong những khu vực trũng nhất của thế giới nhưng không bị bao phủ bởi nước. Nó nằm dưới mực nước biển 2.555m. Dưới sự hỗ trợ của các vệ tinh không gian, các nhà khoa học đã khám phá ra được nhiều hơn những khu vực như vậy. Nhờ có các vệ tinh không gian mà các nhà khoa học phát hiện ra rằng băng ở Nam Cực phân bố không đồng đều. Băng phân bố ở khu vực phía đông dày hơn băng ở khu vực phía tây. Cụ thể, lớp băng ở phía đông có độ dày trong khoảng 40-48 km, trong khi độ dày của khu vực phía tây là 19-35 km. Sở dĩ có sự khác biệt này là do bên dưới phần phía đông của Nam Cực là tàn tích của một siêu lục địa thời cổ, Gondwana. Các nhà khoa học gọi những tàn tích này là nền cổ, tức là phần ổn định của một lục địa, và nó đã tồn tại được hàng trăm triệu năm bất chấp các hoạt động địa chất trên lớp vỏ trái đất. Có ít nhất 3 nền cổ như vậy ở phần phía đông của Nam Cực. Nền cổ thứ nhất có cấu trúc đất đá giống với Australia, nền cổ thứ hai giống với Ấn Độ và nền cổ thứ ba giống với đáy đại dương. Có khả năng những mảnh tàn tích này bị dồn vào nhau vào khoảng 1 tỷ năm trước khi siêu lục địa Ridinia được hình thành, hoặc 500 triệu năm trước trong thời kỳ của siêu lục địa Gondwana. Việc nghiên cứu Nam Cực được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau. Ngoài việc sử dụng vệ tinh để quan sát, các nhà khoa học còn tiến hành khoan sâu vào lớp băng để thực hiện nghiên cứu. Các nhà khoa học sử dụng một mũi khoan đặc biệt rộng 60cm kết hợp với nước nóng. Sau 63 giờ khoan liên tục, họ đã chọc được một lỗ sâu 2.152m. Sau đó, họ đo lường áp lực của nước, nhiệt độ của băng và mức độ biến dạng. Với dữ liệu này,
các nhà khoa học hy vọng có thể đoán được lần cuối cùng mà lớp băng vĩnh cửu ở Nam Cực bị tan là khi nào, và liệu nó có xảy ra lần nữa hay không, và nếu có thì khi nào. Nghiên cứu như thế này đòi hỏi các nhà khoa học phải khoan thêm nhiều lỗ nữa, để càng có nhiều dữ liệu càng tốt. Thế nhưng, không phải hố nào ở Nam Cực cũng do con người gây ra. Vài năm trước, cả thế giới bị báo động bởi một hố khổng lồ xuất hiện ở Nam Cực với diện tích 9.583 km². Đây là diện tích gần bằng với tỉnh Điện Biên. Các nhà khoa học chưa từng thấy một hố lớn như thế này xuất hiện kể từ thập niên 70. Họ không thể ngay lập tức xác định được nguyên nhân của hiện tượng này. Thế nhưng, câu trả lời đã được tìm ra không lâu sau đó. Cái hố khổng lồ đột ngột xuất hiện ở Nam Cực là kết quả của một cơn lốc xoáy. Tháng 9 năm 2017, hai dòng khí nóng và lạnh va vào nhau ở Nam Cực, tạo ra một cơn lốc khổng lồ với tốc độ lên đến 117 km/h. Sức mạnh của cơn lốc đã tạo ra những cơn sóng cao 16 m, làm dịch chuyển những tảng băng lớn và tạo ra một hố khổng lồ. Gió mạnh đã đẩy dòng nước ấm vào vùng biển lạnh Lazarus, nơi có những khối núi băng. Kết quả là khối núi băng bị tan chảy, làm cho chiếc hố ngày càng được mở rộng. Diện tích của nó nhanh chóng lan ra 96.000 km², diện tích xấp xỉ diện tích của đảo Mindanao của Philippines. Trong khi đó, tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng chỉ khiến cho những cơn lốc khổng lồ như thế này tiếp tục xảy ra ở tần suất dày đặc hơn và tạo ra nhiều hố hơn. Những chiếc hố này lại khó bị đóng băng trở lại do hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu. Những chiếc hố này sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình luân chuyển nhiệt muối của đại dương, qua đó khiến cho tác động của biến đổi khí hậu ngày càng trở nên tồi tệ. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục quan sát Nam Cực từ vệ tinh và cố gắng tìm ra cách để đối phó với vấn đề này. Một quan sát diễn ra vào năm 2019 đã phát hiện một dãy núi chia tách phần phía đông và phần phía tây của Nam Cực. Nhờ vào dãy này mà quá trình tan chảy của Nam Cực bị làm chậm đi. Nó ngăn chặn dòng nước nóng từ đại dương lan sâu vào trong Nam Cực. Nếu như không có dãy này, băng và hồ nước ngọt của Nam Cực sẽ bị chảy ra ngoài đại dương, làm cho nước biển dâng lên thêm 11.6 m. Nhưng đừng vì vậy mà chúng ta cảm thấy an toàn. Dưới tình hình của khí hậu hiện tại, việc Nam Cực bị tan chảy hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Mặc dù nằm ở tuốt dưới khu vực này, sự tan chảy của Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến mọi nơi trên thế giới. Việt Nam sẽ chứng kiến khu vực sản xuất lương thực trọng điểm của quốc gia, đó là đồng bằng sông Cửu Long, sẽ bị chìm trong biển nước. Một phần của thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng sẽ bị nước biển xâm nhập. Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là thảm họa cho hàng triệu người Việt Nam. Và trên thế giới sẽ có hàng tỷ người có cùng một tiếng khóc. Tiếng khóc gây ra bởi thảm họa khí hậu. Trong điều kiện như vậy, có lẽ chúng ta nên tìm kiếm một hành tinh khác để mở rộng nơi sinh sống. Và sao Hỏa là hành tinh tiềm năng nhất.